bà bị đuôi hả? Cậu ơi, tôi xin lỗi, tại tôi không thấy đường. Rồi, chạy xe rồi. Chiếc xe người ta mới mua bà làm chạy rồi, giờ bà tính sao thôi. Cậu ơi, tôi thấy nó đâu có đụng gì đâu có chạy gì đâu. Cái vết này là vết cũ mà cậu. Rõ ràng bà đẩy xe ra, bà trúng xe tôi, chạy một lần rồi. Bây giờ không nói nhiều nữa, hay 2 triệu. Cái gì mà 2 triệu? Tôi làm sao mà có 2 triệu mà đền cho cậu? Tôi không biết. Bây giờ tôi không nói nhiều với bà. Bà có đưa không? Không đưa là chiếc xe này biến mất với bà. Cậu ơi, từ sáng giờ tôi gom á, tôi bán được có nhiêu đây à. Tôi cậu lấy đỡ đi nha cậu. Nè bà già, tôi nói cho bà biết, 200 ngàn của bà không đủ mua con ốc của xe tôi. Tôi không có nói nhiều với bà. Bây giờ đưa đây 2 triệu. Còn không tôi lấy chiếc xe này. Cậu ơi, tôi xin cậu ơi, cậu lấy giùm tôi đi cậu. Cậu ơi. Nè bà già, còn dở trò ăn dạ nữa hả? Cậu ơi, tôi năn nỉ. Ê anh kia, tôi thấy mày hơi mất dạy vậy đó. Cô đã đáng tuổi cha tuổi mẹ mày làm gì vậy? Cho dù bà lại á, cũng không phải là chuyện của mày. Mày hiểu không? Không phải chuyện của tao. Bây giờ phải chuyện của tao chưa? Nãy tao nghe nói xe mày đòi đền 2 triệu đúng không? Xe rẻ của mày đòi 2 triệu. Nè, cô này đang bị thương nè. Tao đòi mày đền 5 triệu á. Đền đi. Không có ai làm gì bà hết á. Tự động bà té à. Vậy thì mày tự đụng vô người ta. Ai sao mày bắt người ta đền? Xe của bà làm chạy xe tôi anh thấy không? Trời nhiêu đó mày đền 2 triệu mà. Không ấy để tao đập luôn cái xe của mày, xong tao đòi nguyên cái xe khác nha, được không? Nè, cũng bự con, cũng cao ráo đó, mà sao hèn quá vậy nhóc? Bây giờ tao kêu mày đền 5 triệu, có đền không? Cô bỏ qua đi, cô không sao hết, cô đau chút xíu thôi bỏ qua đi con. Đó, thấy chưa? Người ta xin cho mày đó, sống hèn, không đáng mặt đàn ông. Lần sau chạy xe cho đàng hoàng, không chạy xe được thì đi bộ, nghe chưa? Cô cảm ơn con nha. Cảm ơn con nhiều lắm. Cô có sao không cô? Không sao hết, đau tay thôi. Đau tay thôi à. Để con đưa cô về. Thôi dạ. Được rồi. Cô đẩy được, đẩy tay cũng được mà không sao hết nha. Sao mà đẩy một tay được? Thôi, được, để con được. Đưa cô về. Để cô con ơi, con con cảm ơn con nhiều nha con. Hey!